Cô có thỉnh thoảng điện thoại hỏi ông ta chọn cái nào? Gọi điện thoại hỏi đi. Ông rất tự tin nhìn nàng tiếp. Chuyện gì? Tôi đã tới rồi. Đang ở trước mắt tôi. Tôi đang ở với ông bạn. Mười mấy năm rồi không gặp. Ai cũng cho rằng mọi người đều đang tranh nhau với tôi. Nhưng chỉ có tôi và Trương Nghị Hà tranh nhau. Ông ta ở ẩn mười mấy năm. Tôi rất cô đơn. Trương Nghị Hà nước trong. Thành phố nhỏ này cũng rất cô đơn. Tính tới ngủ một tối hơn 12 tiếng. Hai việc. Yêu cầu ông ta từ bỏ thanh thước. Tiếng đám người ở nghĩa cảnh không hành động. Nếu không, nơi này sẽ trở thành nơi chôn xưa của đứa con họ đã hiểu. Ông chưa, ông nghe rõ rồi chứ? Ông chủ đã nói rồi. Mister, biết thời gian của ông đã tới rồi. Chỗ này sẽ là chỗ mà ông và con trai chôn nhỏ chôn xưa ở đây. Từ hôm nay, bác thành sẽ không có cuộc đàm tin tức nữa. Cố quân, không có thể chống đỡ nữa. Hành động, cô chắc chưa? Trương Nhật Hạ, ông một người tới là thất sắc quá lớn của ông. Có thể được gọi tôi.